Ngày 17 tháng 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại căn nhà trong con hẻm 623, đường Cách mạng tháng 8, phường 15, quận 10 khiến 4 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy bùng phát dữ dội tại căn nhà trên. Người dân trong hẻm phát hiện đám cháy đã huy động bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy quá lớn lại ở trên cao nên không thể tiếp cận. Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an quận 10 đã điều động phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường, nối vòi rồng vào sâu trong hẻm dập lửa. Đám cháy lớn nên chỉ huy chữa cháy đã xin chi viện từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an thành phố Hồ Chí Minh. Đám cháy lan rộng và bén qua hai nhà bên cạnh. Các tổ công tác đã triển khai vòi rồng theo nhiều hướng để cô lập đám cháy. Sau hơn 1 giờ chữa cháy, ngọn lửa được khống chế. Kiểm tra các phòng của căn nhà, các tổ cứu nạn cứu hộ phát hiện 4 người tử vong. Danh tính của các nạn nhân đang được xác định.